Chuyển sang phần tin quốc tế. Theo ước tính sơ bộ, chỉ với riêng Thổ Nhĩ Kỳ, thiệt hại do trận động đất kinh hoàng vừa qua lên tới 84,1 tỷ đô la Mỹ. Thiệt hại chủ yếu là do việc xây dựng lại nhà cửa, hệ thống truyền tải và cơ sở hạ tầng, cũng như là việc đáp ứng nhu cầu nhà ở trong ngắn, trung và dài hạn của hàng trăm nghìn người bị mất nhà cửa. Theo Hiệp hội Kinh doanh và Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, nước này sẽ cần khoảng 70,8 tỷ đô la cho việc xây dựng lại hàng nghìn ngôi nhà. Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hoàn tất việc xây dựng lại nhà cửa trong vòng một năm và sẽ soạn thảo chương trình hồi sinh đất nước. Khoảng 13,4 triệu người sinh sống tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng của động đất, chiếm 15% dân số Thổ Nhĩ Kỳ, đóng góp gần 10% GDP. Các nhà kinh tế ước tính trận động đất có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay tới 2 điểm phần trăm. Tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đạt mức 5% trong năm 2022. Diễn đàn nước thế giới lần thứ 10 dự kiến diễn ra vào năm 2024 tại Indonesia. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết chương trình nghị sự của diễn đàn lần này sẽ ưu tiên cho các vấn đề bảo tồn, khả năng cung cấp nước sạch và vệ sinh, an ninh lương thực và năng lượng, và giảm nhẹ thiên tai. Tính bền vững của nguồn nước đang là vấn đề cấp bách toàn cầu. Nhu cầu về nước trên thế giới tăng lên cùng với sự gia tăng dân số, tăng sản lượng lương thực và các ngành công nghiệp. Trong khi đó, nguồn nước chất lượng và bền vững ngày càng khan hiếm do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Do đó, quản lý nguồn tài nguyên nước hiệu quả và đồng bộ sẽ là ưu tiên của Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới công nghệ cũng như tài chính nhằm quản lý nhu cầu tiêu thụ năng lượng và lương thực. Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 10 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 24 tháng 5 năm 2024 tại Bali với chủ đề Nước vì sự thịnh vượng chung, nhằm thảo luận chia sẻ kinh nghiệm đổi mới để ứng phó với các thách thức khác nhau trong quản lý nước toàn cầu. Mặc dù tình hình thế giới bất ổn, đặc biệt là những tác động từ cuộc xung đột tại Ukraine hiện nay đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh buôn bán, nhưng người Việt tại Nga vẫn đang nỗ lực vượt qua những khó khăn hiện nay với tâm lý lạc quan. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại Liên bang Nga. Một buổi chiều trong tuần tại trung tâm thương mại Sadovod, hay còn gọi là chợ chim, ở thủ đô Moscow của Nga. Tại đây, khoảng 7.000 người Việt đang buôn bán trong khoảng 1.500 gian hàng, chủ yếu kinh doanh quần áo. Khi trào lưu bán hàng qua mạng nở rộ và mang lại nhiều cơ hội mới, người Việt ở đây cũng chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư, quảng bá hàng hóa trên các trang thương mại điện tử nổi tiếng tại Nga. Anh Nguyễn Ngọc Hợi, sinh năm 1983, sang Nga được 19 năm và đã có nhiều kinh nghiệm làm ăn, song vẫn thừa nhận tình hình đang rất khó khăn. Toàn bộ bây giờ bà con làm hàng may mặc cũng rất là khó. Không phải là vì vấn đề hàng hóa không có mà là sức mua không có. Và là khó khăn ở cái là tất cả mọi vật dụng và mọi thứ nó đều, giá cả nó đều rất là tăng. Nên là bây giờ nó làm trên mạng, trên Internet, nên là tất cả người ta dùng qua Internet là nhiều và giá cát qua Internet nhưng cũng không ăn thua. Anh Bùi Văn Quyền cũng đã có 16 năm làm ăn ở Nga. Hiện có xưởng tự may quần áo và trực tiếp bán sản phẩm của mình. Hàng ngày anh vừa tiếp khách tại chợ, vừa sát sao công việc kinh doanh trên các trang thương mại điện tử. Những năm tháng Tết xong này, nó tháng 1, tháng 2 thì thường thường mọi người cũng ít việc hơn so với những tháng mà vụ tháng 3, tháng 4. Thôi nói chung là anh em phải cố gắng thôi. Nắm bắt tình hình kinh doanh của bà con, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đã thăm hỏi động viên cộng đồng. Đại sứ bày tỏ cảm ơn và hy vọng ban lãnh đạo trung tâm thương mại quan tâm hơn nữa tới cộng đồng người Việt Nam buôn bán tại đây, tiếp tục hỗ trợ người dân về giấy tờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối để người dân yên tâm sinh sống. Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị trung tâm thương mại hỗ trợ cộng đồng tăng cường quảng bá văn hóa, lịch sử con người Việt Nam tại Nga. Người Việt đang kinh doanh đông đảo tại tổ hợp thương mại của chúng tôi. Họ rất chăm chỉ và đóng góp nhiều cho sự phát triển ở đây. Chúng tôi hài lòng khi được làm việc với người Việt Nam và luôn ủng hộ cũng như hỗ trợ cộng đồng tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa. Trong bối cảnh luật pháp Nga ngày càng chặt chẽ, Đại sứ mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục tuân thủ luật pháp sở tại, làm ăn hợp pháp, tích cực tham gia nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa hướng về quê hương đất nước, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tại Nga vững mạnh.